Trên địa bàn cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 19 người, trong đó có 15 vụ va chạm, làm bị thương 8 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 13.488 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kho bạc nhà nước thu 7 tỷ 619 triệu đồng, tạm giữ 25 xe ô tô, 1.509 xe mô tô. Về đăng ký và sang tên phương tiện xe ô tô trên địa bàn cả nước, đối với xe ô tô, toàn quốc đăng ký mới 998 xe, sang tên di chuyển 3.926 xe.